khám phá thế giới ứng dụng của Niter. Vì sao Niter là một khí không duy trì sự sống, không duy trì sự cháy, nhưng lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta nhỉ? Vì tớ là một khí đặc biệt mà cú. Chào Niter, vậy cậu có thể cho tớ biết cậu đặc biệt như thế nào không? Được chứ, tớ là khí phổ biến nhất trong bầu khí quyển. Tớ chiếm 78% không khí. Tớ có mặt trong hầu hết các cơ thể sống. Là thành phần quan trọng trong chuỗi axit amin tạo nên protein trong cơ thể chúng ta. Tuy vậy, cú thấy Niter là một khí tương đối trơ và hầu như không phản ứng ở điều kiện thường. Tại sao lại như vậy? Vì phân tử của tớ chứa liên kết 3 rất bền vững, nên ở điều kiện thường, tớ là một chất ít hoạt động và chỉ tham gia phản ứng ở nhiệt độ cao. Ở nhiệt độ cao, tớ kết hợp với nhiều kim loại và phi kim như oxy tạo thành khí nitơ oxit hay nitơ dioxit, là những mối nguy hại cho môi trường gây ra mưa axit. Ngoài ra, tớ còn tạo thành khí dinitơ oxit là khí gây cười. Nó có khả năng gây nghiện. Nếu lạm dụng sẽ có nguy cơ dẫn đến tử vong. Một tính chất rất đặc biệt nữa đó là ở áp suất thường, tớ sẽ hóa lỏng ở âm 196 độ C. Và được dùng trong công nghệ làm lạnh, bảo quản các mẫu vật. Các vật khi tiếp xúc với khí nitơ lỏng sẽ bị đóng băng và trở nên giòn, dễ bị đập bể. Hơn thế nữa, tớ còn là thành phần không thể thiếu trong hầu hết các chất nổ như thuốc nổ đen, thuốc nổ TNT, thuốc súng không khói, vân vân. Ồ, cậu lợi hại thật đó, vậy mà ai cũng bảo cậu hiền lành. Tuy nhiên, tớ có những ứng dụng rất quan trọng khác và được mọi người rất thích đó nhé. Tớ có thể kết hợp được với khí hydro để chuyển hóa thành ammoniac. Một hợp chất có vai trò quan trọng trong ngành nông nghiệp. Và được dùng để sản xuất phân bón. Vậy ammoniac có tính chất như thế nào? Ở điều kiện thường, ammoniac là một chất khí không màu, mùi khai và sốc, tan nhiều trong nước, tạo thành dung dịch ammoni hydroxit, làm quỳ tím chuyển sang màu xanh. Ammoniac còn tác dụng với muối nhôm clorua, tạo thành kết tủa keo trắng nhôm hydroxit. Ammoniac còn tác dụng với axit, tạo thành muối ammoni. Ví dụ, ammoniac tác dụng với axit clohydric tạo thành muối ammoni clorua. Ammoniac còn dùng để sản xuất phân đạm như ure, ammoni nitrat, ammoni sulfat, cung cấp cho đất dưới dạng ion NO3- hay NH4+, vân vân. Bạn có biết tại sao nông dân thường trồng các loại cây nhà họ đậu để cải tạo đất không? Có lẽ vì chúng cung cấp chất dinh dưỡng giúp cải tạo đất đúng không Niter? Đúng vậy. Một số loại vi khuẩn nhà họ đậu, gọi chung là vi khuẩn cố định đạm diazotrop, có khả năng chuyển hóa Niter từ không khí để tạo thành NH4+ và NO3- cung cấp cho cây. Sau đó giúp phân giải để tạo thành khí Niter, hoàn thành một chu trình cố định đạm. Ngoài ra, ammoniac còn là nguyên liệu chính để điều chế hydrazin N2H4, làm nhiên liệu cho tên lửa. Một ứng dụng quan trọng của ammoniac là sản xuất axit nitric.
là một axit đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công nghiệp. Chúng ta sẽ tìm hiểu về axit này ở phần sau nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Cú và các bạn nhé. Cảm ơn Nito, chào cậu nhé.